chào các bạn, chào mừng các bạn đến với series Thăm Nhà Đẹp cùng Lumi được phát sóng định kỳ hàng tháng trên kênh YouTube của Lumi. Và mình là Như Hoa, người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Không chỉ nổi bật với nét kiến trúc hài hòa căn biệt thự mà ngày hôm nay chúng ta cùng ghé thăm sẽ khiến các bạn phải suýt xoa và chóng ngợp bởi nội thất tinh tế, không gian sống thông minh, ưu tiên khoản riêng tư của chủ căn biệt thự. Cùng bật mí với các bạn, chủ nhà anh Tấn Thanh là giám đốc của một công ty cung ứng nhân lực cho Nhật Bản. Các bạn có tò mò về một phong cách sống chuẩn Nhật sẽ đòi hỏi không gian và những tiện nghi khác biệt như thế nào hay không? Cùng Như Hoa mình sẽ khám phá ngay bây giờ nhé! Rồi, để chờ anh mở cửa cho em nhé. Mở cửa tự động cho em cho nó nhanh nha. Rồi, anh mở rồi đó em à. Ngôi nhà được trang bị chuông cửa màn hình và cả motor cổng tự động của Lumi. Chủ nhà có thể điều khiển từ bất cứ đâu, ngay cả việc mở cổng cho khách vào nhà chơi như là các bạn vừa thấy đấy. Dạ, xin chào anh Thanh ạ. Ok, vào. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Tấn Thanh, chủ nhân của căn biệt thự mà Hoa đã giới thiệu từ đầu chương trình. Vào đây. Dạ anh Thanh này, nhìn từ bên ngoài em có cảm giác là ngôi nhà của mình như là một căn biệt thự tân cổ điển kiểu Pháp. Đúng em, anh thì bà xã anh là sau lần này không biết sao bác kêu thiết kế cái kiểu tân cổ điển nên là tất cả là tụi anh làm theo cái kiểu tân cổ điển hết. Dạ, em thấy là không, nó khác biệt hơn những cái căn biệt thự khác có trụ cột to và dày. Căn nhà của mình tạo một cảm giác rất là thanh thoát và tinh tế. Hơn nữa thì em thấy phần tiểu cảnh ngoài sân vườn có vẻ như anh rất là tỉ mỉ và chăm chút ạ. Đúng em, anh thì thích cây, tại vì cây nó tạo cái không khí rất là tốt. Với lại về thấy hoa, với anh thích rất là hoa nên là hầu như là anh làm sân vườn qua cái hệ thống, nói chung là tất cả cũng là hệ thống tự động hết. Nên là cũng qua cái thiết bị điều khiển hết nên là nói chung là rất là tốt. Khi mà bước vào không gian phòng khách em rất là ấn tượng với không gian ngập tràn ánh nắng cùng hệ thống rèm trong kính. Cùng với đó là những cái điểm nhấn nội thất rất là ấn tượng, sang trọng tinh tế. Như là cái bộ ghế sofa được nhập khẩu này có màu sắc rất là nhã nhặn. Và không quá xa hoa, vừa đủ đơn giản vừa đủ điểm nhấn. Dạ không biết là trong cái quá trình công việc của anh kinh doanh á, và những cái am hiểu về cái nét văn hóa của người Nhật Bản có làm cho cái trải nghiệm sống của anh bị ảnh hưởng bởi những con người ở đất nước mặt trời mọc không ạ? Thì thật chắc là anh thì ở bên Nhật nói chung là tương đối lâu, anh là khoảng gần nói chung là trên dưới 10 năm nó, thì nên là khi mà anh thiết kế cái nhà này á, mặc dù anh sống bên Nhật nhưng mà anh bạn cùng gia đình bà xã anh thì chọn cái hướng là tân cổ điển, nhưng mà hướng về cái màu sắc là màu sắc của Nhật, ha, màu nhẹ nhàng. Ngay cả em thấy cái bức những cái anh sơn giả đá bên ngoài cũng vậy đúng không? Cái màu nó có vẻ là nó lâu cũ, nó không có nhiều màu sặc sỡ, chỉ duy nhất một màu, hàng rào cũng từng nhất một màu đúng không? Rồi sau đó anh làm cái vườn hoa đúng không, để chi rồi anh không làm rộng rãi nhưng mà anh làm nó chưa vừa đủ vừa hợp lý để cho đảm bảo cái không gian mà nói chung là sinh hoạt, nói chung là anh hài lòng nhất. Nói chung là trong cái nhà anh thì nói chung thiết kế các thứ anh chuẩn bị rất là kỹ trong lúc ban đầu, lúc thiết kế thì anh làm đúng với thiết kế, không thay đổi bất cứ cái gì trong cái nhà ngay ban đầu thiết kế. Khi vừa bước vào học khách, em có nghe một cái ngữ cảnh tiếp khách. Nhà của mình là có lắp đặt cả hệ thống âm thanh đa vùng của Lumi phải không ạ? Đúng rồi em. Và nếu như em nghe không nhầm thì cái âm thanh mà em nghe là tiếng đàn piano ạ? Đúng rồi em, thì ở đây thì nó tiện ở chỗ là anh làm biến, anh chỉ bây giờ nhờ có hệ thống anh sử dụng hệ thống Lumi thì được cái là ví dụ như khách vô anh chỉ cần nói dùng Google của anh, nói Google là mở cái hệ thống là bật cửa cảnh tiếp khách chẳng hạn, là nó tự động nó sẽ mở rèm các thứ, mở đèn cho anh. Rồi ngoài ra trước khi đi ngủ anh cái bật cửa cảnh đi ngủ thì nó cũng sẽ xử lý cho anh cái việc đó, khỏi tắt đèn cho nó sướng. Mỗi lần là anh nói đi ngủ là anh nói một tiếng anh bỏ lật đánh chạy là nó xong, là nó tự xử lý cho nó khỏe mà. Dạ.
Rồi thì đàn piano thì con anh nó học thì cũng lâu rồi, thì giờ nó cũng biết đàn cũng khá rồi, nó anh thì là khách âm nhạc nữa, thì ngồi đây nghe con đàn piano là cái chung là cái niềm vui nhất của anh. Là tiếng đàn đó là do bé nhà anh là tự đánh đàn luôn à? Đúng rồi em, thì anh cho nó học cũng lâu rồi thì giờ nó cũng tự đánh luôn, thì nó là cũng khách âm nhạc nữa, với lại bé nó cũng sáng, giờ nó đánh đàn nói chung là cũng rất là tốt. Về việc điều khiển ngôi nhà bằng giọng nói thì em cũng đã nghe rất là nhiều, nhưng mà em chưa được trải nghiệm. Anh Thanh có thể giới thiệu thêm cho em được trải nghiệm cái giải pháp đó được không? Ok, để anh nói thử coi nhé. Thì bây giờ nó cái con Google anh để đằng kia kìa, xa không biết nó có nghe lời anh không nhé. Để anh nói thử nha, để đầu bây giờ anh làm cho cái ngữ cảnh đi ngủ đi nhé, thử coi nó đóng rèm ra sao nhé. Dạ. Ok Google, bật ngữ cảnh đi ngủ. Đó bây giờ bắt đầu em thấy nó sẽ nói vậy, nó nhận thông tin bắt đầu nó sẽ truyền hết tất cả thông tin và nó sẽ tắt đèn. Tiếng Việt luôn. À. Được chưa? Thấy không? Tối hết tắt rồi. Bây giờ anh sẽ mở là cái ngữ cảnh tiếp khách cho em coi, nó sẽ mở đèn tất cả các thứ rồi rèm các thứ nè. Ok Google, bật ngữ cảnh tiếp khách. Rất là ấn tượng với không gian sống như thế này phải không các bạn? Em thấy được không? Nó mở hết rồi đó, đèn rồi các thứ từ đường setup hết, mở hết rồi đó. Em thấy không? Thì anh thích ngồi ở đây nè, nhìn ra cái vườn hoa nè. Không, vườn hoa chuyển sang xanh sang vườn anh nè. Không, hệ thống đèn các thứ này kia tối anh cũng mở hết luôn để sáng xuống luôn á. Em rất là thích cái âm thanh tiếng đàn piano từ ngoài cửa khi bước vào lúc nãy. Không biết là em và quý vị khán giả có thể được nghe một đoạn piano từ bé nhà anh đàn để được em thư giãn cho mọi người không? Ok em. Về không gian riêng tư ở phòng ngủ, không biết anh Thanh đã sử dụng những thiết bị thông minh như thế nào? Anh Thanh có thể giới thiệu cho em và mọi người cùng tham khảo thêm được không? Được em, thôi đi, vậy hai anh em mình lên đỉnh coi cho nó nhanh nhé. Anh ví dụ nhanh, mình lẹ lẹ lên nhé. Ok, đi em, dừng té đó nha. Em vào đi em. Anh Thanh này, trong dịp mà nói chuyện lần trước với anh á, anh có giới thiệu là phòng ngủ của mình lắp đặt hệ thống đèn LED 16 triệu màu. Sẵn đây anh có thể giới thiệu cho quý khán giả được biết thêm không ạ? Thì thứ nhất là con anh á là nó thích cái màu đẹp lắm. Mà cái được cái là cái màu đó là nó ra rất là nhiều, và nó có những cái chế độ như là bữa tiệc nè, rồi chế độ đèn ngủ nè, không rồi một số chế độ khác, nên bên anh rất là thích, nên là lúc nào tối nào cũng mở lên hết. Tất cả là mình đều mở qua điện thoại. Tất cả anh sử dụng qua điện thoại hết, với lại tiện ở nhà anh á, hiện giờ là nếu mà tính tổng cộng lắp bóng đèn không á là hình như là cũng khoảng 400 cái bóng đèn, mà rất là nhiều công tắc. Mà nếu mà không sử dụng điện thoại không thì nếu mà bấm không anh tối mà tắt đèn không là hết thời gian rồi, nên là hầu như từ khi mà anh sử dụng cái Lumi này á thì nói chung là rất là khỏe cho anh, ở chỗ là tối anh chỉ cần lên giường anh nằm là mọi thứ trong cái nhà anh có thể anh quản lý được hết, và anh có thể xử lý tất cả, có thể là anh dùng một cái điện thoại duy nhất, nên là rất là tiện cho anh trong cái việc mà hiện giờ đang xài cái thiết bị này. Và cái giao diện mà trên điện thoại mình điều chỉnh màu như thế nào? Để cho em xem qua được. Được em, nói chung rất là đơn giản, thì bây giờ nói chung không khó khăn gì hết.
Nói chung anh thì lớn tuổi rồi nên là đôi lúc cũng hơi khó khăn trong việc, nhưng mà lần lần cũng quen, cái này rất là dễ, không có khó khăn gì hết. Anh thấy không? Rồi chế độ này tiếng Anh anh không biết nha. Nó chế độ này chắc là đổi màu từ từ đó, không? Rồi sau đó đó đây đây, không đem theo. Đấy, rất là đơn giản, xong bắt đầu mình quay lại thôi, quay lại, không? Rồi muốn ấy mình ra khỏi phòng là mình tắt thôi, bấm tắt. Là bắt đầu tự động tắt thôi. Đó, rồi xong mình chuyển qua màu khác. Đó, rồi ví dụ bây giờ cái phòng ngủ của anh, không? Bây giờ là đầu tiên anh tắt hết đi. Đây là bây giờ không bắt đầu. Anh chỉ cần lên giường ngủ thôi. Không, đây là đây tắt hết, anh tắt hết toàn bộ đèn. Không, tắt hết. Tắt có thể tắt cái nút tổng này không? Anh tắt hết một cái là ra hết, tắt hết luôn xong không? Tắt sạch luôn. Không? Tắt cái là sạch hẳn luôn. Không, sau khi tắt. Em. Đèn tủ. Cái đó mạng chậm. Này em mở lên nè. Chắc là để một mình ảnh làm nhiều khi. Đó, thấy không em ha? Rất là đơn giản, rồi sau đó những cái chế độ khác, ví dụ chế độ đi ngủ, rồi chế độ rainbow, không? Là nó tự đèn nó chuyển đổi các thứ nha em ha. Dạ. Đó thì đây là những cái chế độ nữa. Anh thấy là cái đèn này nó cũng rất là thích. Và đặc biệt là nhà anh là hai đứa con anh thích cái việc này lắm. Dạ. Đây là cái không gian đặc biệt của anh mà anh rất thích. Dạ. Mà ở đây sân thượng em biết là thường là sân golf, tại anh muốn tận dụng cái không gian trên sân thượng. Nên là đây rất là nóng. Mà nóng thì mỗi lần lên đây mà mở mới là anh đợi rất là lâu, nên anh sử dụng cái thiết bị mà Lumi á. Dạ. Để anh mở đèn trước, mở máy lạnh trước cho nó lạnh. Thì bắt đầu vừa lên đây là anh có thể là anh mở máy, khởi động máy và bắt tay đánh luôn liền, khỏi mất thời gian. Chứ ở trên đây mà nó nóng lắm, nếu máy mà mở lạnh mà trễ trong cả tiếng đồng hồ mới lạnh được. Dạ. Đó. Khi mà vào phòng khách lúc nãy thấy anh Thanh có sở hữu một bộ sưu tập cúp về gót. Có lẽ anh là một người rất là đam mê chơi golf và là một người chơi golf không phải là dạng vừa. Anh thì nói chung là cũng may mắn, với lại anh thì rất là yêu môn này. Yeah. Mà tính anh thì khi mà làm cái gì cũng là rất là cố gắng và quyết giành được cái cúp, anh chỉ thích cúp thôi. Yeah. Nên là hầu như anh trong mùa dịch khoảng 2 năm thì anh lãnh được khoảng, em xuống dưới em thấy rồi đó, chắc khoảng 30-40 cái cúp gì đó. Dạ. Nhưng mà cái sự nên là anh rất là muốn, nên là anh mới trang bị cái phòng này để luyện anh mới lấy cúp được. Dạ. Nói chung là cũng phải cố gắng em mà. Dạ. Ừ. Em có thể xem qua một màn biểu diễn nhỏ của anh Thanh được. Được em, để anh đánh cây. Anh là nói chung là nếu mà đánh golf đánh xa là anh là sở trường cái cây driver. Dạ. Nên là tại sao á, ở dưới em nhìn thấy có rất nhiều cái giải longest mà anh đã đạt được ngoài 300 gia. Vì là anh luyện rất là nhiều. Hôm nay nói chung là không phải bạn bộ đồ thể thao nên là đánh. Dạ. Thử cho một cái thôi nhá. Đánh. Dạ. Cho em thấy nhá. Thì cái thiết bị anh thì nó có thể là đánh em có thể né đó nhá. Em phía sau nó đánh nó bay tốc độ này ghê lắm. Có thể nếu chứ bài này trúng rất là nguy hiểm, em hiểu không? Thì anh set up anh đánh thôi nhá. Đánh cho em một trái cho em coi nhá. Đầu tiên đánh thì mình phải thường mình nhấp trước một trái. Đúng không? Và sau đó mình vô thực hành mình đánh. Tụi em thử nhìn thử cái tốc độ này, bữa nay chưa có uống người nên là không biết được bao nhiêu da, đánh thử coi nha. Thì em rọi đánh thử có bao nhiêu da. Anh đóng được 375 da, 376 da. Nếu như vậy là tốc độ rất là xa. Đó. Thấy không, đánh rất là thẳng. Anh Thanh có thể chia sẻ với quý khán giả thêm một chút xíu là tại vì sao anh lại chọn, anh và gia đình lại chọn lắp đặt thiết bị thông minh cho nhà của mình và ưu tiên sản phẩm của Lumi ạ? Và thứ nhất là anh hiện giờ là cái giờ là nó cái thế hệ là mới rồi, bây giờ hỏi em tối ngày thủ công riết cũng mệt, hay là tuổi càng ngày càng lớn rồi em hiểu không, tối ngày thủ công riết cũng nói chung là nó nhiều lúc nó quên, ví dụ như lên tóc phòng rồi quên tắt đèn, đúng không? Rồi nói chung là ra ngoài quên tắt đèn chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình khi mà sử dụng thiết bị Lumi này thì may mắn là mình có thể điều khiển được, đi đâu mình điều khiển được, mình có thể nhìn được nhà, mình có thể cho người ta vào nhà và đóng cửa lại hay như tất cả là được. Nên là anh quyết định là sau khi tìm hiểu nhiều của hãng thì cái giá cả cũng nói chung là Lumi cũng rất hợp lý, thì cuối cùng anh chọn hơn Lumi làm thôi. Dạ. Lúc nãy ở dưới phòng khách á, em có nghe người nhà chia sẻ về cái hệ thống an ninh của ngôi nhà của mình á. Anh có thể chia sẻ thêm cho quý khán giả được biết thêm về hệ thống an ninh không ạ? Thì hệ thống an ninh thì thứ nhất là
đầu tiên là thí dụ anh ngủ một cái là anh mở hệ thống an ninh đúng không? Mở hệ an ninh thì được một cái là an tâm là nhà đó, ai mà vô một cái là bên kia nó báo bằng giọng nói luôn, nó báo thẳng trực tiếp điện thoại và báo cả nhà biết luôn. Đây là cái mà anh có thấy rất an tâm. Dạ. Không, ví dụ như còn cái chuông ở dưới thì bấm cái là đã hiện luôn máy anh và đã hiện luôn cái camera luôn cho anh, thì để cho anh nhìn và có thể là cho người đó vào hay không. Thì đây là những cái và nói chung rất là nhạy, và lúc trước thì anh cũng có xài nhưng mà con chó con mèo vô thì nó báo hết. Dạ. Đúng không? Nhưng mà lần đây thì cái anh sử dụng thiết bị này thì nó chỉ báo người không, thì nó đỡ hơn anh ngày xưa, chứ tối ngày ta tưởng ăn trộm vô xuống dưới thấy con mèo, thấy con chó và con chuột nhỏ xíu nó cũng kêu. Nó đây là những cái mà anh đang gấp phải, và hiện nay là anh xài Lumi thì anh cảm thấy nói chung là cái phần đó cũng hoàn hảo hơn so với rất nhiều những cái sản phẩm ngày xưa anh xài. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ thú vị từ anh Thanh. Chúc anh và gia đình có những cái trải nghiệm thú vị và tiện ích hơn từ những sản phẩm mà Lumi mang lại trong căn biệt thự của mình ạ. Rồi thôi thì anh cũng mong sao thì Lumi ngày càng phát triển, đem lại những cái công nghệ là tối tân nhất để cho tiện cho tất cả những khách hàng mà nó phải sử dụng Lumi. Đó thì hy vọng thì ngoài sau khi anh sử dụng thì anh có thể anh giới thiệu, phải không? Làm sao mà làm một lần mà còn có thể làm nhiều lần tiếp theo, và có thể những có thể người khách hàng giới thiệu thật là nhiều khách hơn bên em. Đó thì anh cũng cảm ơn tụi em có cái buổi gặp gỡ hôm nay. Xin anh. Một căn nhà trở thành điểm về lý tưởng là nơi có những người thân yêu, nơi thật sự thoải mái với những phút giây thảnh thơi, sống trọn cảm xúc. Dù bạn có lựa chọn phong cách thiết kế nội thất nào đi chăng nữa, giải pháp nhà thông minh Lumi luôn là lựa chọn được ưu tiên trong cuộc sống hiện đại. Hy vọng rằng ngôi biệt thự mà ngày hôm nay chúng ta ghé thăm cùng với một phong cách sống đơn giản chuẩn Nhật của chủ nhân căn biệt thự là một gợi ý không thể bỏ qua, giúp các bạn bắt đầu xây dựng một không gian sống thông minh cho riêng mình. Nhân dịp năm mới, Lumi Việt Nam kính chúc quý khách hàng một năm an khang thịnh vượng. Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng và đừng quên nhấn theo dõi kênh để xem số phát sóng tiếp theo trên kênh YouTube chính thức của Lumi bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.